Nữ sinh lớp 7 bị xâm hại, hành hung dã man. Nữ sinh lớp 7 sau khi ngủ lại nhà người quen của bạn thì bị chính nam thanh niên chủ nhà cưỡng bức. Không những vậy, sau khi bạn gái người này biết chuyện đã đánh ghen hội đồng dã man nữ sinh này. Ngày 24 tháng 3, Thượng tá Lê Văn Đấu, trưởng công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết công an đang tạm giữ hình sự Lê Thanh Trung, ngụ xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi giao cấu với trẻ em dưới 13 tuổi. Công an cũng xác minh nhóm đối tượng có hành vi đánh đập dã man em HTDM, sinh ngày 29 tháng 3 năm 2008, ngụ huyện Chợ Mới. Cư dân mạng có ý kiến trái chiều vì đây không phải là lần đầu tiên bạo lực học đường xảy ra và ngày càng có chiều hướng gia tăng. Quá tội cho cô bé này đã gặp phải những kẻ mất hết nhân tính. Con gái mới học lớp 7 đã đi nhậu. Giáo dục của gia đình như thế, bảo sao không xảy ra chuyện. Ngày càng có nhiều vụ học sinh bị đánh hội đồng. Trước đây có không hay do chưa có mạng xã hội và điện thoại để quay? Chứ thời học sinh, tôi không có những cảnh này. Nên giáo dục cho học sinh biết những hành động vậy là vi phạm pháp luật và nên có mức xử lý phù hợp răn đe. Hình phạt buộc thôi học hay đình chỉ không đủ hiệu quả. Có người còn lo lắng rằng các đối tượng tinh vi lợi dụng lỗ hổng pháp luật để tranh thủ phạm tội. Không biết có phải do luật của chúng ta hay không, nhưng thời gian gần đây, trong giới trẻ có biểu hiện tranh thủ phạm tội trước khi chưa đủ 16 tuổi. Theo kết quả điều tra ban đầu, vào ngày 25 tháng 2, Mơ cùng với hai người bạn trai đến nhà của Trung tại xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới để chơi. Khi đến chơi, Mơ thấy Trung cùng nhóm 5 người bạn đang tổ chức nhậu, nên nhóm của nữ sinh này vào ngồi cùng. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Mơ nhờ người bạn trong nhóm trở về nhà nhưng không được đồng ý. Lúc này, Trung kêu Mơ ngủ lại nhà mình và cam kết sẽ không xâm hại tình dục vì mỗi người ngủ phòng riêng. Tuy nhiên, đến gần sáng hôm sau, Trung lén vào phòng của Mơ rồi dùng vũ lực ép buộc nữ sinh lớp 7 quan hệ tình dục. Thông qua một người tên Thắng, T, bạn gái của Trung, biết được Mơ đã có quan hệ tình dục với Trung nên nhiều lần hẹn nhau nói chuyện. Ngày 6 tháng 3, T kéo theo khoảng 10 người đến gặp Mơ rồi dùng nón bảo hiểm cùng hung khí đánh nữ sinh này và quay clip tung lên mạng xã hội. Hai ngày sau đó, T tiếp tục kéo theo hơn 30 người đến tận nhà Mơ, chụp hình và buộc nữ sinh này phải đến điểm hẹn khác xa nhà. Tại đây, T cùng hai đối tượng khác đánh, chửi, lột áo Mơ trước mặt hàng chục người đứng xem. Quá hoảng sợ và cảm thấy bị tổn thương, Mơ đã uống thuốc ngủ tự tử nhưng được gia đình phát hiện kịp thời. Ngay sau khi nghe con gái kể về những chuyện đã xảy ra, ông Hờ đã làm đơn trình báo lên cơ quan chức năng. Ông cũng cho biết thêm, gia đình Mơ đã cung cấp cho cơ quan chức năng đoạn clip Mơ bị hành hung, làm nhục, trong đó có những chi tiết hết sức dã man. Về hành vi của nhóm nữ sinh này, công an huyện Chợ Mới cho biết đã triệu tập những người hành hung Mơ, các nhân chứng để điều tra làm rõ. Theo trình báo của người nhà bị hại thì ngay sau vụ việc xảy ra, Mơ về nhà uống thuốc ngủ tự tử nhưng không thành nhờ được phát hiện kịp thời. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Chợ Mới đang căn cứ vào các đoạn clip do gia đình cung cấp để xác định đối tượng tên T và những người liên quan. Khi có đủ chứng cứ, chúng tôi sẽ mời những đối tượng này đến làm việc để xử lý theo quy định pháp luật, Thượng tá Đấu khẳng định.